Chào mừng quý vị đến với bản tin quốc tế ngày 10 tháng 4 của FBNC với những thông tin nổi bật sau đây. Tàu tên lửa Trung Quốc bị tố đã rượt đuổi phóng viên Philippines trên Biển Đông. Quan chức châu Âu kêu gọi ủng hộ Đài Loan, cần phải cảnh báo mạnh mẽ Bắc Kinh. Tàu sân bay của Trung Quốc sẵn sàng tác chiến xa bờ, thể hiện tham vọng ngay căng lớn ở Thái Bình Dương. Bị Mỹ trừng phạt, 7 công ty siêu máy tính phát triển vũ khí hủy diệt. Trung Quốc nói chỉ như mũi đốt. Trong khi đó, căng thẳng giữa Washington với Moscow cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mỹ tố Nga điều binh đến biên giới Ukraine đông chưa từng thấy kể từ năm 2014. Đồng thời, lâu Năm Góc cân nhắc điều tàu chiến đến sân sau của Nga để răng đe. Một số tin nóng khác, Trung Quốc muốn phi tăng chứng cứ khi dỡ bỏ chợ hải sản Hoa Nam. Ông Trump khẳng định, tôi bỏ ra hàng tỷ đô la Mỹ để giúp nước Mỹ. Hoàng thân Philip, chồng nữ hoàng Anh Elizabeth, đã qua đời ở tuổi 99 tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin ngày 10 tháng 4 của FBNC. Theo phóng viên Đài ABS-CBN của Philippines cho biết, một tàu hải cảnh và hai tàu tên lửa tiếp 022 của Trung Quốc đã bám theo tàu của họ ở biển Đông hôm 8 tháng 4. Đài ABS-CBN kể rằng, nhóm tác nghiệp của họ gồm phóng viên Chiara Zambrano đi tàu ra bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam để phỏng vấn người dân Philippines về tình hình tại biển Đông, một tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 5101 tiếp cận và liên lạc với họ qua bộ đàm. Phóng viên Zambrano cho biết người lái tàu của họ quyết định quay trở lại đảo Palawan nhưng tàu hải cảnh Trung Quốc bám theo họ suốt một giờ. Khi tàu hải cảnh rời đi, hai tàu tên lửa tiếp 022 của hải quân Trung Quốc xuất hiện và bám theo họ 30 phút khi tàu của nhóm phóng viên cách đảo Palawan khoảng 90 hải lý. Tàu tiếp 022 được trang bị bề phóng tên lửa, có khả năng đạt tốc độ tối đa khoảng 70 km/h, được coi là tàu tấn công mang tên lửa tàng hình thế hệ mới của hải quân Trung Quốc bãi cỏ mây nằm trong khu vực quần đảo trường sa của việt nam hiện do philippines chiếm đóng trái phép brunei trung quốc đảo đài loan malaysia cũng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ bãi này Ngày 8 tháng 4, Bộ Quốc phòng Philippines tuyên bố tất cả lựa chọn đều để ngõ để ứng phó tình hình Biển Đông trong bối cảnh Bắc Kinh từ chối đề nghị rút tàu của phía Manila. Tuyên bố được Philippines đưa ra sau khi Mỹ cảnh báo sẽ thực hiện các nghĩa vụ với đối tác đồng minh Đông Nam Á này và với Đài Loan trước những động thái được cho là gây hấn của Trung Quốc tại khu vực. Đường lối ngoại giao chiến lược của Trung Quốc đã phản tác dụng, giúp Đài Loan nhận được thêm nhiều sự hỗ trợ quốc tế. Đó là ý kiến của nhiều nhà phân tích chính trị phương Tây trong hội thảo ngày 8 tháng 4 của Viện Nghiên cứu Brookings. Những đòn trừng phạt gần đây của Bắc Kinh nhắm vào quan chức châu Âu liên quan đến cáo buộc nhân quyền Tân Cương chính là ví dụ mới nhất về kiểu ngoại giao hiếu chiến đại biểu nghị viện châu âu reinhard butikoffer từ đức cho rằng đài loan không phải là một chủ đề chính trị phổ biến ở châu âu cho đến thời gian gần đây mặc dù không ra sức ủng hộ sự độc lập của đài loan nhưng ông butikoffer nói rằng eu cảm thấy cần thiết ngăn chặn sự bành trướng và thôn tính của trung quốc đối với hòn đảo ông butikoffer còn đề nghị các lãnh đạo châu âu cần dỡ bỏ các hạn chế tiếp xúc ngoại giao với đối tác đài loan để thể hiện sự ủng hộ dân chủ và kiềm hãm trung quốc một đại biểu người viện châu âu khác bà miriam lexman từ slovakia cho rằng châu âu nên có hành động cứng rắn hơn về tình hình đài loan bà chỉ ra lãnh đạo châu âu nhiều lần bày tỏ quan ngại về vấn đề hồng kông nhưng lại chưa có động thái ủng hộ cho nền dân chủ của đài loan bà lexman nói thêm châu âu cần cảnh báo bắc kinh về những hậu quả có thể xảy ra nếu xâm chiếm hòn đảo tự trị Theo giới quân sự Trung Quốc, tàu sân bay Sơn Đông, tàu sân bay nội địa đầu tiên của nước này, đang hoàn tất quy trình chuẩn bị cho nhiệm vụ tác chiến xa bờ. Báo South China Morning Post dẫn nguồn thảo tin trong quân đội Trung Quốc cho biết, lực lượng tác chiến trên tàu sân bay Sơn Đông có lẽ sẽ bắt đầu các cuộc huấn luyện xa bờ trong năm nay. Nhà phân tích quân sự Chu Chấn Minh làm việc tại Bắc Kinh nhận định, tàu sân bay Sơn Đông dù đã được bàn giao cho Hải quân Trung Quốc từ lâu, nhưng toàn bộ hệ thống và các trang thiết bị được bố trí trên con tàu này cần được thử nghiệm kỹ lưỡng trong khoảng thời gian ít nhất là 28 tháng để có thể đạt tiêu chuẩn hoạt động hiệu quả và tác chiến tốt. Nhà nghiên cứu Lưu Lisi từng làm giảng viên tại Học viện Hàng hải Đài Loan dự đoán rằng đợt huấn luyện xa bờ sắp tới sẽ được tàu sân bay Sơn Đông tiến hành trong khu vực phía tây Thái Bình Dương. Trước đây Sơn Đông từng thực hiện chính nhiệm vụ tuần hành hàng hải nhưng chỉ toàn ở biển Bột Hải và biển Đông vốn là những khu vực gần căn cứ Hải quân. Với việc hoàn thiện năng lực tác chiến của tàu Sơn Đông, Trung Quốc đang cho thấy tham vọng lớn muốn tăng cường sức ảnh hưởng hơn nữa trên toàn cầu. Ở báo Hoàn Cầu, ấn phẩm của chính phủ Trung Quốc hơn ngày 8 tháng 4 có bài viết cho rằng các đòn trừng phạt của Mỹ nhắm vào 7 công ty công nghệ Trung Quốc chỉ là thêm những vết mũi đốt mà thôi. Bài bình luận của Hoàn Cầu xuất hiện ngay sau khi Cục Công nghiệp và An ninh, gọi tắt là PIS, thuộc Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố đã thêm 7 công ty máy tính Trung Quốc vào danh sách trừng phạt vì tiến hành các hoạt động trái với lợi ích an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ. Bảy hãng công nghệ Trung Quốc bị Mỹ thêm vào danh sách trừng phạt gồm Phytium, Thiên Tân, Trung tâm thiết kế vi mạch Thượng Hải, sân bay Macro bốn trung tâm siêu máy tính quốc gia ở Tế Nam, Thâm Quyến, Vô Tích và Trịnh Châu. Cơ quan BIS của Mỹ cáo buộc bảy công ty Trung Quốc đang xây dựng các siêu máy tính được quân đội Trung Quốc sử dụng trong nỗ lực hiện đại hóa hoặc phát triển vũ khí cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bình luận về đoàn trừng phạt, tàu hoàn cầu dẫn lời chuyên gia Mi Xinyu tại Viện hợp tác kinh tế và thương mại quốc tế thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ chỉ thúc đẩy các công ty công nghệ nước này thêm nỗ lực nghiên cứu và phát triển để phá vỡ khoảng cách trong các lĩnh vực như máy tính và chất bán dẫn. Ông Mi nói nó giống như mũi đốt các lệnh trừng phạt đã quấy nhiều chúng ta suốt nhiều năm, vì vậy chẳng vấn đề gì nếu có thêm vết đốt nữa. Theo đó, ông Mi cho rằng đòn trừng phạt của Mỹ đã là chiều bài cũ, không khiến Bắc Kinh bất ngờ. Trước những đòn trừng phạt liên tiếp từ Mỹ, phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên thắng trước cáo buộc Washington làm dụng khái niệm an ninh quốc gia, cố ý gây sức ép với công ty công nghệ Trung Quốc để duy trì vị thế độc quyền về khoa học công nghệ. Trong khi đó, phương Tây cho rằng chính quyền ông Biden đã có động thái đáng chú ý, ngăn chặn Trung Quốc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Theo Reuters, việc Nga di chuyển quân đội đến gần biên giới miền đông Ukraine đã khiến Kiev báo động và nhiều nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, bày tỏ quan ngại. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh, Washington ngày càng lo ngại về các hành động leo thang gây hấn của Nga ở miền đông Ukraine. Bà khẳng định quân đội Nga đang tập trung ở biên giới giáp Ukraine đúng chưa từng thấy kể từ năm 2014, khi Nga sắp nhập bán đảo Crimea. Giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine bùng nổ vào năm 2014. Chính quyền Kiev và phương Tây tin rằng Moscow đứng đằng sau quân đội miền đông Ukraine bất chấp các phủ nhận của Nga. Thư ký báo chí Nhà Trắng Biski không nói rõ về số lượng binh sĩ Nga đang được triển khai ở biên giới Ukraine. Tuy nhiên, theo Reuters, đây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra mô tả về sự kiện hiện diện của quân đội Nga tại khu vực. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga có thể di chuyển quân đội trên lãnh thổ của mình. Theo phát ngôn viên, việc Nga tập trung binh lực là điều hợp lý khi đối mặt với một khu vực không yên ổn như gần biên giới Ukraine mỹ đang cân nhắc đưa tàu chiến đến biển đen nơi được coi là sân sau của nga trong thời gian tới để khẳng định cam kết hỗ trợ ukraine trong trường hợp xung đột nổ ra ở miền đông nước này theo một quan chức quốc phòng mỹ nói trên cnn quan chức này nhấn mạnh mặc dù hải quân mỹ thường xuyên hoạt động tại biển đen nhưng việc triển khai các tàu chiến ở thời điểm hiện nay sẽ gửi thông điệp rõ ràng đến nga rằng washington đang theo dõi chặt chẽ tình hình Mỹ cần phải thông báo vĩ định điều tàu chiến đến Biển Đen trước 14 ngày, theo một hiệp ước năm 1936 cho phép Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát các eo biển dẫn vào Biển Đen. Vẫn chưa rõ liệu thông báo này đã được phía Mỹ gửi đi hay chưa. Theo quan chức quốc phòng trên, Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay giám sát trên không phận quốc tế ở Biển Đen để theo dõi hoạt động của Hải quân Nga và sự di chuyển của các lực lượng quân đội trên bán đảo Crimea. Trước đó, ngày 7 tháng 4, hai máy bay ném bom B-1 của Mỹ đã thực hiện các nhiệm vụ trên biển Asian nguồn tin trên cho biết mặc dù không coi hoạt động triển khai quân đội của nga là sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhưng mỹ sẽ sẵn sàng phản ứng nếu nhận thấy tình hình thay đổi theo đánh giá của mỹ nga đang tiến hành các hoạt động diễn tập huấn luyện và các thông tin tình báo cho thấy không có dấu hiệu về một hành động quân sự tiếp theo tuy nhiên nguồn tin lưu ý tình hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào chính quyền tổng thống mỹ joe biden và cộng đồng quốc tế đã bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng leo thang giữa nga và ukraine Hãng tin Kyodo dẫn nguồn truyền thông Trung Quốc cho biết chợ hải sản Hoa Nam ở trung tâm thành phố Vũ Hán, nơi hàng loạt ca nhiễm COVID-19 đầu tiên của thế giới được ghi nhận vào cuối năm 2019, có thể sẽ bị dỡ bỏ trong thời gian tới. Các chuyên gia về đối ngoại cho rằng ý định dỡ bỏ chợ Hoa Nam của Trung Quốc sẽ nhận về nhiều sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế, làm dấy lên thêm nhiều nghi ngờ và lo ngại rằng Bắc Kinh muốn cố tình che giấu nguồn gốc đại dịch. Chợ Hoa Nam từng là nơi bày bán dơi, rắn, cũng như loài động vật hoang dã dạ khác, bên cạnh hải sản. Khu chợ đã đóng cửa từ tháng 1 năm 2020 và gần đây đã được tẩy trùng kỹ càng. Vào cuối tháng 1 năm 2021, một phái đoàn do chuyên gia WHO dẫn đầu đã thị sát một giờ đồng hồ ở chợ Hoa Nam. Tuy nhiên, họ kết luận không có bằng chứng cho thấy virus xuất phát từ đây. Mỹ và phương Tây nhiều lần nghi ngờ về công tác điều tra của WHO ở Vũ Hán. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào cuối tháng 3 đã bày tỏ quan ngại về cách thức WHO lập báo cáo về nguồn gốc COVID-19, bao gồm khả năng chính phủ Trung Quốc có thể đã nhúng tay vào các bản thảo này. nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi cả nước tiến hành thêm một lần tháng 3 gian khổ để vực dậy nền kinh tế suy thoái nghiêm trọng. Theo AP, ông Kim từng cho biết, Triều Tiên đang trải qua tình huống tồi tệ chưa từng thấy do nhiều yếu tố, bao gồm đại dịch COVID-19, các lệnh trừng phạt của phương Tây do Mỹ dẫn đầu và trận lũ lớn mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông Kim so sánh tình hình hiện tại với nạn đói thập niên 1990, khiến ít nhất hàng trăm ngàn người chết. Ông Kim kêu gọi các quan chức chủ động và có trách nhiệm hơn trong việc thực thi kế hoạch kinh tế 5 năm mới của đất nước, vốn đã được thông qua tại Đại hội Đảng hồi tháng 1. Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố, tôi đã đề nghị các tổ chức của Đảng ở mọi cấp phát động một phong trào tháng 3 gian khổ khác để giảm nhẹ khó khăn cho người dân. Trong hơn một năm qua, nhằm ngăn chặn dịch COVID-19, Triều Tiên đã đóng gần hết việc đi lại qua biên giới, hạn chế thương mại và áp đặt nhiều hạn chế. Các biện pháp này đã góp phần tác động mạnh tới nền kinh tế của nước này và làm dấy lên những lo ngại về khủng hoảng lương thực. Liên Hợp Quốc vừa cáo buộc an ninh Myanmar đang ngày càng dùng nhiều vũ khí hạt nặng để trấn áp biểu tình, với số nạn nhân tử vong đã tăng lên 600 người. Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết, những vũ khí hạt nặng được lực lượng an ninh Myanmar sử dụng bao gồm súng phóng lựu, lựu đạn mảnh, súng máy và súng bắn tỉa. Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị AAPP trước đó cũng cho hay, trong cuộc trấn áp tại thị trấn Kale hôm 7 tháng 4, lực lượng an ninh Myanmar đã ném lựu đạn và bắn súng máy vào đám đông biểu tình, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Theo AAPP, ít nhất 614 người dân đã thiệt mạng và gần 3.000 người bị bắt trong các cuộc trấn áp biểu tình của lực lượng an ninh Myanmar kể từ khi quân đội lật đổ chính quyền dân cử của bà Suu Kyi hôm 1 tháng 2. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Tristan Bergener sẽ tới Thái Lan và Trung Quốc trong chuyến công du châu Á sắp tới để thảo luận về tình hình Myanmar. Tuy nhiên, thông tin chi tiết và thời gian chính xác của chuyến đi chưa được xác nhận. Bang Florida lại vừa đề đơn kiện chính quyền Tổng thống Joe Biden yêu cầu nhà lãnh đạo Mỹ hủy bỏ các quy định bị cho là ngăn cản ngành công nghiệp du thuyền đối lại hoạt động. Thông tin vụ kiện được Thống đốc Florida Ron DeSantis thông báo trong cuộc họp ở thành phố Miami hôm 8 tháng 4, trong đó cáo buộc chính phủ của Tổng thống Biden đã gây khó khăn cho ngành công nghiệp du thuyền trong năm qua. Thống đốc DeSantis nói rằng điều này không hợp lý một chút nào. Chúng tôi không cho rằng chính phủ liên bang có quyền hủy hoại một ngành công nghiệp trong hơn một năm qua, mà chỉ dựa vào rất ít chứng cứ và dữ liệu. Đơn kiện 21 trang yêu cầu thẩm phán liên bang ngăn cơ quan CDC tiếp tục áp đặt lệnh cấm ra khơi với du thuyền và cho phép các chuyến tàu du lịch nối lại hoạt động miễn là áp dụng đủ các biện pháp an toàn hợp lý. Bang Florida tố CDC đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt các quy định đối với ngành du lịch. Vụ kiện đánh dấu căng thẳng tiếp tục leo thang giữa ông Biden và các quan chức Đảng Cộng hòa. Vài tuần trước, Tổng trưởng lý Florida cũng đệ đơn kiện chính quyền tân Tổng thống Mỹ về chính sách nhập cư. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Saki hôm 8 tháng 4 không bình luận về vụ kiện của bang Florida. Song khẳng định những hướng dẫn của CDC về ngành du thuyền đều dựa trên dữ liệu thực tế và thông tin y tế. Cựu Tổng thống Donald Trump đã tục gần 300 hàng trong danh sách tỷ phú vừa được tạp chí Forbes công bố. Ước tính khối tài sản của ông Trump hiện còn khoảng 2,4 tỷ đô la, giảm mạnh so với 3,5 tỷ đô la mà ông nắm giữ vào tháng 1 năm 2017. Dù vậy, Forbes nhận định cựu Tổng thống Mỹ hiện đã giàu hơn so với một năm trước đây khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát. Forbes lý giải việc thứ hạng của ông Trump giảm mạnh trong danh sách là bởi ông không theo kịp các tỷ phú khác, những người vẫn làm giàu trong đại dịch. Tuy nhiên, ông Trump tỏ ra vô cùng bình tĩnh về khối tài sản bốc hơi nhanh chóng của mình. Chia sẻ với The Hill, cô Tổng thống cho biết đó là cách mọi thứ nên xảy ra. Một chính trị gia không được phép kiếm tiền trong thời gian tại vị, và một tỷ phú nên rời Nhà Trắng với số tiền ít hơn so với trước đó Ông Trump còn nhấn mạnh các thành tựu trong nhiệm kỳ 4 năm của mình. Đó là lý do mọi người thích tôi, bởi vì tôi trung thực. Không giống đa số chính trị gia khác, tôi không điều hành nhà trắng để làm giàu. Tôi từ bỏ hàng tỷ đô la để giúp đỡ đất nước. Tôi thực hiện công việc tuyệt vời cho người Mỹ về vấn đề biên giới, vaccine, nền kinh tế, quân sự, lực lượng không gian và mọi thứ khác. Cung điện Buckingham thông báo, hoàng thân Philip, chồng của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, đã qua đời ở tuổi 99. Điện Bắc Kinh Hàm hôm 9 tháng 4 cho biết, đây là nỗi buồn vô tận khi nữ hoàng phải thông báo về sự ra đi của người chồng thương yêu, hoàng thân Philip, công tước xứ Edinburgh. Hoàng thân đã ra đi thanh thản sáng nay tại lâu đài Windsor. Hoàng gia sẽ cùng mọi người trên khắp thế giới tưởng nhớ hoàng thân. Hoàng thân Philip qua đời đúng 12 ngày trước sinh nhật lần thứ 95 của nữ hoàng Elizabeth vào ngày 21 tháng 4 và cũng chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày sinh nhật 100 tuổi của hoàng thân. Nữ hoàng thường gọi ông là sức mạnh và trụ cột của tôi hoàng thân Philip và nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã sống chung hơn 70 năm. Hoàng thân từng tháp tùng nữ hoàng đi khắp nước Anh trong cả những chuyến thăm của hoàng gia hay những sự kiện cấp nhà nước. Trong những năm sung sức của cuộc đời mình, hoàng thân đã góp phần giúp nữ hoàng Anh Elizabeth tạo ra hình ảnh mới về hoàng tộc trong những năm nước Anh và thế giới trải qua các biến động to lớn. Ở tuổi xế chiều, phu quân của nữ hoàng Anh được đánh giá có sức khỏe tương đối tốt trong độ tuổi của mình. Hồi tháng 2, hoàng thân Philip phải nhập viện sau khi thấy không được khỏe và được điều trị chứng nhiễm trùng và theo dõi tình trạng tìm. Ông được ra viện một tháng sau đó sau khi trải qua ca phẫu thuật tìm. Hiện chưa có thông tin chi tiết về đám tang của hoàng thân Philip, song giới chuyên gia cho rằng lễ tang sẽ được tổ chức theo nghi thức hoàng gia chứ không phải tang lễ cấp nhà nước theo nguyện vọng của ông. Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch xả nước thải có chứa phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển, bất chấp sự phản đối của ngư dân nước này. Hãng tin Kyodo hôm 9 tháng 4 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Nhật Bản dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng vào ngày 13 tháng 4 tới để chính thức công bố quyết định về vấn đề này. Trước đó, giới chức Nhật Bản cũng đã từng đề cập đến việc không thể trì hoãn xả nước thải chứa phóng xạ do các bể chứa nước thải dự kiến sẽ đầy tràn vào mùa thu năm 2022. Kênh truyền hình NSK ngày 9 tháng 4 cũng cho biết, chính phủ đang lên kế hoạch pha loãng nguyên tố CT trong nước thải tới mức đạt tiêu chuẩn sau đó sẽ xả ra biển. Tuy nhiên, Kế hoạch này vấp phải sự phản đối và chỉ trích của ngành thủy sản Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản sẽ hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA và chính quyền các địa phương để kiểm tra sự an toàn trong việc xả thải và duy trì sự minh bạch. Chính phủ Nhật ngày 9 tháng 4 đã ban hành tình trạng bán khẩn cấp kéo dài một tháng ở thủ đô Tokyo nhằm ứng phó với số ca nhiễm tăng cao chóng mặt. Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết các biện pháp hạn chế mới là cần thiết để ngăn dịch lan rộng từ các địa phương trở thành làn sóng khủng hoảng cán quét toàn quốc. Tuy nhiên, các lệnh hạn chế mới được áp dụng ở khu vực hẹp hơn so với tình trạng khẩn cấp mà chính quyền Suga ban bố gần như trên cả nước vào đầu tháng 1. Ngoài ra, dưới quy định mới, các quán bar và nhà hàng vẫn được phép mở cửa nhưng phải giới hạn khung giờ và sẽ bị phạt đến 200.000 yên nếu vi phạm. Số ca nhiễm COVID-19 của Nhật đã vượt qua mốc 500.000 người vào hôm thứ Sáu. Bộ Y tế Nhật Bản ghi nhận thêm tới 9.300 ca nhiễm mới ngày 9 tháng 4, thấp hơn nhiều nền kinh tế lớn khác. Tuy nhiên, tình hình vẫn rất đáng lo ngại, đó là do làn sóng dịch bùng phát giữa lúc Tokyo chạy nước rút chuẩn bị cho thế vận hội mùa hè. Trước đó từ ngày 5 tháng 4, Nhật Bản cũng đặt các tỉnh thành Osaka, Hyogo và Miyagi trong tình trạng bán khẩn cấp, tác động đến 8,8 triệu người dân thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay cảm ơn quý khán giả đã theo dõi fbnc sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu hãy bấm theo dõi fbnc ngày hôm nay để luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong các bản tin tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại